Ngày 18 tháng 11, bà Đinh Thị Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hà cho biết đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bố trí kinh phí khoảng 25 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở tại tuyến giao thông huyết mạch từ trung tâm thị trấn Di Lăng đến xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà. Theo bà Đinh Thị Trà, do ảnh hưởng mưa lớn những ngày qua đã khiến cho tuyến giao thông do huyện quản lý từ Di Lăng đi hồ thủy lợi nước trong, đoạn qua xã Sơn Bao bị sạt lở nặng ở nhiều vị trí, gây tê liệt giao thông. Tại đoạn đường qua xã Sơn Bao bị sạt lở kéo dài khoảng 500 mét. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hà, tình trạng sạt lở trên khiến các phương tiện giao thông trọng tải lớn, ô tô qua lại không được. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phong cho biết, đợt mưa lớn vừa qua gây thiệt hại rất lớn cho hạ tầng giao thông toàn tỉnh, nhất là các huyện Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây. Hiện lực lượng đang duy trì 8 hạt giao thông với 350 cán bộ nhân viên để chốt trực khắc phục và ứng phó với các diễn biến mưa lũ, sạt lở.